Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc trở về kênh Thiên Nguyễn Âu Đồ Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì cũng là một trong những ngày giữa tuần, nay là thứ năm. Thời tiết ở Bắc Bộ thì cũng hơi hành nắng và cũng dâm nhiều hơn là nắng, và đặc biệt là nhiệt độ cũng khá là dễ chịu. Đâu đó tầm khoảng độ 18 đến 20 độ C mọi người nhé. Ở phía Bắc đang bắt đầu là rét, và cũng có những cái thời điểm như tầm tối có những lúc xuống đến tầm 12 độ C mọi người. Khá là lạnh. Đây là phía Bắc Bộ, chứ còn ở chắc là phía Nam các bác thì cũng không lạnh như ở phía Bắc. Và hôm nay cũng là một trong những ngày khá là tốt đẹp, và tôi cũng xin phép được giới thiệu các bác và anh em một con radio cassette nằm trong top vô cùng hiếm. Và các bác để ý tinh là nó hiếm ở điểm gì? Nó là một trong những con, nó là hàng sử dụng tồn kho, gần như chưa qua sử dụng các bác nhé. Và con này nó mới đến mức độ là tất cả chi tiết đều mới hết các bác nhé. Đây tôi sẽ tiến hành quay các bác xem. Vâng. Trước mắt các bác thì đang có một con sáp. Con này là radio cassette, đó là đến từ tập đoàn sáp, và con này có model là GF305SB. Về cơ bản thì các bác đã biết khá quen thuộc với sản phẩm này rồi. Em này thì hàng tồn kho còn thùng, và là một trong những con nó giữ được độ mới cực cao. Đầu tiên thì các bác có thể nhìn hai cái loa bát của nó 16 phân, và loa của nó trắng bóc bọc luôn các bác nhé. Và tất cả các đường viền âm mạ của nó còn mới kính cong luôn. Thì con này nó là hàng tồn kho, cho nên là nó gần như là không sử dụng mấy. Đây, các bác có thể thấy đây. Đây, các cái đường viền âm mạ của loa này, các bác nhìn thấy chưa? Mới tinh xương luôn. Đấy, rất hiếm khi các bác nhìn được những con nào mới như thế này. Và loa nó ghi rất là rõ, các bác nhìn tinh đây. 16cm và loa check là 5cm, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, check 5cm. Đây. Các bác có thể thấy đây. Nó mới như thế này. Đó, tất cả các đường viền âm mạ của nó đây, tinh xương luôn. Các bác nhìn tinh này, rất ít con nào cái mặt sóng được trắng phau như này luôn. Con này mặt sóng của nó trắng phau. Quá mới các bác nhé. Và tôi cố gắng quay ở trời ánh sáng có lắng để các bác có thể nhìn cặn kẽ nhất. Các bác để ý tinh thỉnh thoảng có những cái lông nhá, chứ cái này nó gần như không có tí xước nào luôn. Thỉnh thoảng có cái lông, do cái quá trình vệ sinh là nó có bám lại một số cái lông. Đây, các bác có thể thấy đây, ví dụ như đơn giản như các hệ thống phím này này. Đây, nó mới thế này cơ mà. Đấy, các bác thấy không? Mới khủng khiếp luôn. Đây, hoặc là phím ấn này các bác này, gần như không có sử dụng. Đấy. Đây, các bác nhìn tinh này. Đấy, nó mới thế này cơ mà. Tinh luôn. Đấy. Hệ thống tay cầm này. Xoay gương hết các bác ạ. Tất cả đều là mới xoay gương luôn. Các bác để ý tinh cái nút này này. Đến bây giờ nó không còn được màu như này, nhưng con này nó giữ được mới thật. Đấy các bác thấy không? Đúng là hàng tồn kho. Và đây, phía sau của nó đây các bác này. Tôi quay các bác để ý tinh những con mới thì từ cái ổ AV nó cũng sẽ phải mới này. Đấy, các bác lưu ý nha. Con nào là cũ thì các bác cứ nhìn kiểu gì kiểu nó sẽ có những đặc điểm cũ. Đây. Các bác thấy chưa? Phía sau em nó đây. Tất cả các vị trí giữ được mới tinh xương luôn. Cái ốc này nếu thông thường nó sẽ han hết các bạn. Đây. Các bác nhìn thấy ổ AV ổ loa sáng quắc xương này. Và đây là model sản phẩm đấy ạ. Sáp GF305SB các bác nhé. Và cái đuôi sơ di của nó là 9843. Đây là cái đuôi cuối cùng của nó các bác nhé. Các bác đọc rõ chưa ạ? Đây là sơ di của sản phẩm. Con này thì rất xứng đáng để bác nào là những người kỹ tính và khó tính nhất thì cũng không có điểm gì để có phải phàn nàn đấy em này. Bởi vì những con nó giữ được mới như này thì lệ rất là ít, không nhiều. Đây, tôi sẽ tiến hành cắm cái đối nguồn để test cho các bác, để các bác sẽ trải nghiệm một cách cặn kẽ nhất về sản phẩm. Đầu tiên thì xin phép được test các cái tính năng để các bác có thể tiện theo dõi. Đây. Các tính năng. Các bác thấy đây là cái nút công tắc mở nguồn này các bác này. Đây là mở nguồn này. Đây là bên cassette này. Đấy. Đây các bác này. Tôi sẽ test để các bác sẽ tiện theo dõi luôn. Đây. Về miền Tây.
các bác nghe tinh nhá, những cái con đài mà nó giữ được độ mới đấy thì cái tiếng nó cực kỳ sắc nét. Tại sao? Tại vì là tất cả các cái đầu từ cũng như cái máy cái linh kiện rồi các cái chi tiết của nó còn mới, chất lượng âm thanh rất là hay. Châu đông, ai hát lời thơ. Tất cả các hệ thống check bass của nó còn chạy ngon lành hết các bác nhé. Nó còn chạy ngon toàn phần hết luôn. Đây hai đồng hồ của nó đây bác này, đồng hồ đèn vu nó đây này. Ấn là sẽ lên đèn vu này. Đấy, đèn vu và đèn sóng sáng bình thường các bác nhé. Đây sóng. Đấy. Vẫn bình thường hết. Em là người vợ chiến. Đây tôi thử tính năng tìm bài xem nào. Đây nó đang nháy này các bác này. Quay ánh sáng lắng thì đương nhiên là các cái đèn nó sẽ không nhìn rõ được. Thế nhưng các bác đã nhìn được cặn kẽ luôn. Đây là cái lợi thế. Ok, tốt các bác thấy không? Rất tốt hơn là khác. Con này máy nó mới kinh khủng khiếp luôn các bác ạ. Bởi vì bên ngoài nó mới thôi. Con này tôi sẽ thử các cái tính năng nhé, để các bác theo dõi cho nó cặn kẽ. Còn về cái phần âm thanh thì bác nào mà quan tâm đến âm thanh kỹ, tôi sẽ gửi riêng một file vào video vào trong Zalo cho các bác. Bởi vì là cái này thì tôi chỉ test tính năng thôi, để các bác thấy là nó chạy hoàn thiện tất cả tính năng. Và đương nhiên là đài không thể có tự méo hay là có cái tiếng khác được, bởi vì tôi đã kiểm tra rồi. Các bác lưu ý nhé. Đây nha, tôi sẽ thử tính năng. Đấy là vừa các bác thấy tìm bài tiến đúng không ạ? Rồi tìm bài lùi lại này. Đây các bác nhìn tinh nhỉ, cái đèn nó sẽ nháy này. Đó, tìm bài là lùi lại. Ok, tốt hết các bác nha. Tôi sẽ thử thêm một cái tính năng nữa là tính năng tự động chích tốt. Thực ra cái tính năng này cũng là một cái tính năng cũng khá cần thiết để khi các bác sử dụng những cái băng, để các bác sẽ thấy rằng nó xếp tốt rất là tốt. Các bác thấy cái phần nhôm nó mới tinh nhìn. Đây tôi thử cái tính năng tự động xếp tốt. Em này thì tôi không nhầm, nó là auto stop full các bác nhé. Đây công ty mét sẽ tốt các bác nhé. Công ty mét vẫn sẽ tốt này. Con này thì tua nó cũng tốt, gọi là auto stop full hết băng này. Có phải full không nhỉ? Không nhớ lắm. Chưa thấy tốt. Đây tôi sẽ thử bằng cách là đây tụ lại rồi. Đây. Đây các bác nha. Tốt. Thử tốt còn tốt không nha. Đây. Nó không tốt thì là cái tư có giam trùng, còn nó tốt thì đương nhiên là thế là tốt các bác nhá. Thế là con này nó không chưa phải là full. Nó chưa phải là full. Bởi vì quá nhiều những con đài tôi nhớ không chính xác lắm. Nè sẽ tốt các bác nhé. Tức là hết băng tự động tốt luôn. Đây này, hết băng này. Đấy thì các bác yên tâm không sợ rối băng nhé. Đấy là cái tính năng cũng rất là cần thiết trong vấn đề này khi sử dụng. Ok, tôi đi tôi lại tốt các bác nhé. Tất cả các tính năng chạy hoàn hảo hết, đúng không ạ? Tôi đi tôi lại rồi tất cả tính năng chạy hoàn hảo hết. Đây tua lại các bác này. Đấy, chạy vù luôn. Đây tôi đi đây các bác này. Đấy có lây đấy. Anh về dồn dàng tố ca chiến. Tiếng con này thì tuyệt vời các bạn ạ, không thể chê được âm thanh của nó, tiếng nó quá hay. Tôi sử dụng rất nhiều nhưng thấy tiếng con này cực kỳ hay, công nhận là hay. Tức là còn tiếng nó rất là lét các bác nhá. Thông thường các cái đài thì thường tiếng nó không lét này đâu ạ, bởi vì nó cũ. Trong tim nhớ thương nên còn cho được. Đây tôi thử phần radio các bác này. Đây radio đây, đây phần FM trước các bạn này. Đưa ông trở về tuổi ấu thơ, mẫn nịu trong vòng tay mẹ hiền và bao kỷ niệm. Nhiều hộ nông dân ưa chuộng đưa vào sản xuất. Theo ông, đã sản xuất kinh doanh dịch vụ chuyển tiến hết. Kỳ 2020. Ở chỗ đồng và thấp đồng rất là đầu sông đầu suối như đầu mây đầu gió An
cùng tổng binh Trần Chí bị phục kích đánh tan ở chính cửa biệt này. Nên rộng lượng một chút ngài thái thú à. Con này kêu quá to các bạn, kêu quá to, kêu giật mình luôn nhỉ. Những cái con đài mà nó có hai cái đồng hồ vu và hai cái anten thì nó là một trong những cái dòng đài chuyên môn là người ta sưu tầm các bạn nhá, bởi vì nó rất là đẹp, trông rất là yêu cái kiểu cách của nó. Và con đài này là hai mặt tiền cho rất nhiều các bác thích nha các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, hai mặt tiền rất là đẹp, rất nhiều các bác thích những cái dòng đài này. Thì đó là cái phần FM các bác này, AM đây. Đối với những cái cây mà vụ đông ưa ấm thì TBL97. Nguyên Hãn làm Tả tướng quốc, Lê Tư Tề làm Hữu tướng quốc, Phong Lê Phát Lê Ngân làm đại tướng thống lĩnh quân thiết đội tại Đại Bản Doanh. Một buổi sáng đẹp trời, dân chúng thấy phu nhân quan nhà Minh Thái Phúc cùng phu nhân Lê Lợi, phu nhân Nguyễn Trãi cùng các thị nữ đi chợ mua. Ok, xin phép được test cơ bản tính năng như thế. Còn cái phần like in ở đây các bác này, con này có cả like được cả follow. Like in các bác ấn ở đây thì đằng sau nó có đường like in đằng sau rồi. Đấy, nó có đường like in đằng sau rồi. Và tôi cũng sẽ thử bằng cách là tôi test bằng cách là thử gạt cắm thử thôi các bác nhé. Đây, in ở phía sau đây các bác này. Đây là layout, layout in đây. Đấy, đây là in đây các bác này. Đây. Đấy. Đây là in các bác nhé. À xin lỗi, đây. Bấm nhập đây. Đấy, các bác thấy không? Ấn cái đằng này nó là follow. Để follow, để follow nó đằng trước các bác này. Em là có thể kết nối điện than được các bác nhé. Đấy, chạy điện than được bình thường. Rất là hay, con này chạy điện than luôn các bác nhé này. Đấy. Đây các bác này, gõ bên trắng thì cái đèn đồng hồ bên này vu nó nháy này. Bên này đồng hồ này vu này nháy này. Thì đấy là gọi là sit te. Đấy các bác nhé. Thì đấy là tất cả các tính năng tôi đã test các bác là chạy hoàn thiện rồi. Tôi sẽ tháo nhanh cho các bác xem qua cái phần ruột để các bác sẽ trải nghiệm được sao nó mới, nó như thế nào gọi là mới các bác nhé. Đây các bác có thể chờ tôi tháo luôn đấy. Vâng các bác này, máy em đã được tháo rồi đấy, tháo rất là nhanh rồi, các bác thấy không đấy, loa nó chắc mỡ